Thanh Trang xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Hai ngày 15 tháng 4 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm có hai phần. Phần đầu là tin quan trọng. Trong phần 2 là phỏng vấn đặc biệt dân biểu tiểu bang Texas, Hubert Võ. Để mở đầu, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng đầu tuần. Trump đang cân nhắc đưa người di cư bất hợp pháp vào trú ẩn tại các thành phố thuộc đảng Dân Chủ. Tổng thống Trump cho biết hôm thứ Sáu, ông đang cân nhắc việc đưa di dân bất hợp pháp vào các thành phố vốn là thành trì của đảng Dân Chủ để trừng phạt đảng này vì chống đối nỗ lực xây tường biên giới và các chính sách nhằm ngăn trở nhập cư của ông. Trump tweet, thực tế đảng Dân Chủ không muốn thay đổi luật nhập cư, nhưng luật nhập cư này rất nguy hiểm. Và như báo cáo, tôi đang cân nhắc để đưa những người nhập cư bất hợp pháp vào các thành phố để trú ẩn. Nhóm cấp tiến cực tả luôn ủng hộ mở cửa biên giới, đón chào di dân. Tôi hy vọng họ sẽ hạnh phúc vì điều này. Các nhà phê bình chỉ trích sự đảo ngược của Tổng thống và cáo buộc Trump đang cố dùng người nhập cư làm những con tốt thí để phục vụ cho mục đích chính trị của ông. Trump đang bực tức và nóng giận khi đoàn di cư Trung Mỹ ngày càng nhiều trong khi đảng Dân Chủ tại Quốc hội tiếp tục cản trở các nỗ lực thay đổi luật nhập cư mà ông cho rằng đang làm vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Tuần trước, Trump đã thúc giục Bộ trưởng An ninh Nội địa Kevin McAllenan đóng cửa biên giới phía Nam, ngay cả khi điều này có thể gây ảnh hưởng đến những người nhập cư hợp pháp. Trước các tweet của Trump hôm thứ Sáu, cả Bộ An ninh Nội địa và một quan chức Tòa Bạch Ốc đã khẳng định kế hoạch đưa người nhập cư vào các thành phố để trú ẩn đã bị bác bỏ. Tuy nhiên sau đó, Trump đã đảo ngược ý định. Ông nói với các phóng viên, đảng Dân Chủ luôn nói rằng họ mở rộng vòng tay chào đón di dân. Hãy để xem họ có mở rộng vòng tay đối với những người di dân bất hợp pháp này hay không. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy các quan chức thực hiện bất kỳ bước nào để thực hiện ý tưởng của Trump. Các thành phố trú ẩn là những nơi thuộc thẩm quyền địa phương, không hợp tác với cơ quan thực thi di trú và hải quan. Truy tố Assange, một cách tiếp cận mới của Hoa Kỳ đối với nền tự do báo chí. Quyết định tìm cách dẫn độ Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks, cho thấy những thay đổi mới đầy kịch tính của Hoa Kỳ đối với nền tự do báo chí trong những ngày đầu làm việc của chính quyền Trump. Trước đây, Tổng thống Barack Obama và Bộ Tư pháp đã từng tranh luận liệu có nên buộc tội Assange không. Họ lo ngại nếu truy tố Assange, vụ kiện có thể được coi là một cuộc tấn công vào tự do báo chí. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao trong chính quyền Trump đã sớm giữ một quan điểm khác đối với tổ chức đã tấn công mạng và tiết lộ các thông tin bí mật gây tổn hại cho CIA. Vào tháng 4 năm 2017, trong một bài phát biểu với tư cách người đứng đầu CIA, Mike Pompeo nói, WikiLeaks hoạt động như một dịch vụ tình báo thù địch với Hoa Kỳ. Một tuần sau phát biểu của Mike Pompeo, cựu Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions nói rằng bắt giữ Assange là một ưu tiên, chúng tôi đã bắt đầu tăng cường nỗ lực và bất cứ khi nào có thể, chúng tôi sẽ bỏ tù một số người. Pompeo hiện là Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Hôm thứ Sáu, Pompeo đã từ chối thảo luận vấn đề. Julian Assange đã bị chính quyền Anh bắt giữ tại Sứ quán Ecuador ở London. Assange từng bị buộc tội âm mưu xâm nhập máy tính vào năm 2010. Trước đó, WikiLeaks được cho là đã giúp Chelsea Manning, một nhà phân tích tình báo của quân đội Hoa Kỳ, phá mật khẩu và truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính được phân loại bảo mật. Một cựu kỹ sư software của CIA đã bị buộc tội vi phạm đạo luật gián điệp bằng cách cung cấp thông tin cho WikiLeaks và sẽ bị tuyên án vào cuối năm nay tại New York. Một quan chức Hoa Kỳ phát biểu với điều kiện giấu tên cho biết, điểm mấu chốt để đưa ra quyết định đối với Assange là làm tiết lộ thông tin tình báo. Người giúp làm bài thi nhận tội trong tai tiếng gian lận vào đại học. Một cựu điều hành viên một trường dự bị tại Florida đã nhận tội hôm thứ Sáu, thừa nhận đã trao đổi tiết lộ nhân viên tuyển sinh, các trường đại học và các huấn luyện viên thể thao để giúp các gia đình giàu có đưa con vào các trường đại học nổi tiếng, bao gồm Stanford và Yale. Mark Riddell, 36 tuổi, cho biết đã bí mật thi ACT và SAT dùm cho học sinh hoặc sửa bài thi để gian lận tuyển sinh đại học toàn quốc. Riddell đã đồng ý hợp tác với chính quyền từ tháng 2 với hy vọng nhận được một bản án nhẹ hơn vì tội gian lận và âm mưu rửa tiền.
công tố viên Eric Rosen nói với tòa án, phía công tố sẽ xin giảm nhẹ một phần hình phạt đề nghị khoảng từ 33 đến 41 tháng tù giam đối với Riddell. Luật sư của Riddell từ chối bình luận và Riddell đã từ chối trả lời các câu hỏi phỏng vấn của phóng viên. Hồi tháng trước, Riddell nói anh rất hối hận và sẵn sàng chịu trách nhiệm về hành động gian lận của mình. Riddell đã bị trường ING Academy sa thải. Riddell là một trong số 50 người bị buộc tội lừa đảo hồi tháng trước trong bê bối hối lộ các trường đại học ưu tú toàn quốc giúp các gia đình giàu có tìm kiếm một vị trí cho con mình trong các trường đại học danh giá. Những người bị bắt giữ khác bao gồm nữ diễn viên Felicity Huffman, Lori Loughlin cùng chồng, nhà thiết kế thời trang Massimo Giannulli. Nhà chức trách cho biết Rich Singer, một chuyên gia tư vấn tuyển sinh, đã hối lộ nhân viên kiểm tra thông đồng cho phép Riddell giả làm giám khảo để anh có thể gian lận sửa đổi đáp án bài thi cho thí sinh. Singer đã trả cho Riddell $10,000 đối với mỗi bài thi gian lận. Riddell đã kiếm được hơn $200,000 là trong 25 kỳ thi. Các công tố viên cho biết, trong một trường hợp, Riddell đã bay đến Canada và sử dụng ID giả để giả dạng con trai của doanh nghiệp Vancouver David Sidhu và thay thế thí sinh này làm bài TSAT cũng như kỳ thi trung học. Các công tố viên cho biết, Singer đã khuyên Riddell đừng làm điểm quá cao để tránh bị phát hiện. Sidhu đã bác bỏ cáo buộc chi tiền cho Singer thực hiện hành động gian lận. Các công tố viên cho biết, Riddell cũng đã bay đến Los Angeles vào năm 2017 để gian lận điểm SAT cho con gái lớn của Huffman, bằng cách bí mật thay đổi câu trả lời bài thi. Ngoài kế hoạch gian lận thi cử, các công tố viên tiết lộ rằng các bậc phụ huynh giàu có đã trả cho Singer hàng chục ngàn đô la để hối lộ các huấn luyện viên giúp con họ giả làm vận động viên thể thao nhằm tăng cơ hội được chấp nhận vào các trường đại học ưu tú. Các bậc phụ huynh này đang đấu tranh chống lại các cáo buộc. Loughlin, 54 tuổi, bị buộc tội âm mưu rửa tiền và lừa đảo qua thư tín. Loughlin và Giannulli đã bị cáo buộc hối lộ $500,000 để giúp hai người con gái được nhận vào đội crew của Đại học Nam California, mặc dù cả hai đều không chơi môn thể thao này. Singer đã giúp FBI phá án nhằm xin giảm nhẹ hình phạt. Ông đã nhận tội vào tháng trước bao gồm cả âm mưu tống tiền. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự chương trình nhạc thính phòng Những ngày tháng không quên, quê hương, tình yêu, tưởng niệm năm thứ 44 ngày Quốc hận 30 tháng 4 do Kim Phụng, Đào Văn Sách thực hiện vào đúng 7 giờ tối ngày thứ 6 19 tháng 4 2019 tại James Lee Community Center Theater 2855 Annandale Road, Fortress, Virginia 22041, với sự góp mặt của các ca nhạc sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Mọi chi tiết, xin liên lạc ban tổ chức, ông Đào Văn Sách 703-261-6491.